Xin chào các anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng đó, hôm nay em với mẹ quay dàn bồ câu chuẩn bị bán cho anh chị ơi, bồ câu tơ. Đây mẹ của em đây. Mời mẹ của em. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là mình để mình bán một mớ bồ câu tơ mình mới ra chuồng nha các bạn. Đó. Đây mời các bạn xem cho mà ra ở quên. Bồ câu của nhà mình. Ồ, giống bự không không anh chị ơi. Đó. Bò con ghê không? Ở đây là có bồ câu titan nè, và bồ câu khoáp nè. Bồ câu gà luôn nha các bạn. Bồ câu gà là mấy con, các bạn nhìn mấy con bự bự đó, đó là bồ câu gà nha. Bồ câu khoáp á là bồ câu này nó mới ra chuồng rồi đó các bạn, nó biết ăn lúa hết rồi đó. Là mình bán 100.000 một con. Khi mà nó đã chuẩn bị nó bắt cặp á là mình sẽ bán 120.000 con. Đó. Còn ngoài bồ câu gà nha các bạn, đây nè mấy con bồ câu màu gà, mấy con màu bự bự nằm mấy bên trong này nè. Đó. Đây nó trốn bên trong này nè, nó nhét á. Là bồ câu gà mà nó mới ra chuồng nó biết ăn lúa rồi các bạn, là mình sẽ bán là 180.000 một con. Dạ. Đó. Rồi còn bên đây nữa, bên đây mình còn một mớ nữa nè các bạn. Bên đây mình để riêng một mớ nè, bồ câu này là bồ câu nó màu đen không á các bạn. Dạ. Mấy bồ câu này để thả mấy anh chị. Ờ. Giống này đẻ dữ lắm á nha. Giống màu đen là đẻ dữ lắm, nuôi con giỏi lắm. Bự ghê không? Đây. Đó. Cái này mà mình sẽ để cái số điện thoại là 0772933305, mà nó cũng là số Zalo của Khoa luôn nha các bạn. Nếu như các bạn mà có thích mua đó thì gọi vô cái số Zalo của Khoa đi, hay là muốn xem bồ câu luôn á là Khoa có thể là quay để cho các bạn lựa luôn nha. Dạ. Quay qua sạn cái nó ra một đàn luôn anh chị, hồ nó lớn lẹ lắm á. Bây giờ là hiện tại là mình còn một mớ bồ câu con nó mẹ nó còn đang nuôi á các bạn. Dạ. Quá trời đã luôn. Ồ con bồ câu bự ghê nè. Mà bồ câu con á là mẹ nó đang nuôi, và cũng còn một mớ bồ câu á là mình còn phải đút phụ nó ăn nữa các bạn. Dạ. Là mình ấy cám á, rồi mình quậy mình đút cho nó ăn phụ nữa, là còn một mớ con nữa. Dạ. Nên lâu lâu nó ra chuồng một lần là rất là nhiều luôn. Đó, ngày hôm qua là mình mới sạn ra được mới này nè các bạn. Bự con không? Mình sẽ để cái số điện thoại để cho các bạn liên lạc với Khoa ha. Rồi bây giờ mời các bạn qua đây xem mấy con bồ câu mẹ nha các bạn. Đây là bồ câu bên đây nè. Bồ câu của nó đang đẻ, nó nuôi con không á các bạn. Nè các bạn nè, coi nè. Nó bồ câu con nè. Mình á mà nó nằm một ề luôn nè các bạn coi nè. Cặp này bự quá mẹ. Này bồ câu gà các bạn. Đó các bạn coi nè. Thấy không? Ồ, một con tơ mà nằm hết cái rổ luôn trời. Nó bự con á các bạn. Ủa con, ngày hôm qua đây hai con là con rẻ ra luôn à hả? Dạ. Ngày hôm qua đây có hai con bồ câu con mà qua nó lẻ bớt ra bên kia rồi. Đó. Còn ở trên đây là nó cũng đang nuôi con nè các bạn. Ở trên đây nó đang nuôi con một xíu đó mình. Vậy giờ dưới này là có bụt nó ở bên, như là dạt cái bên này là mình nuôi rồi, toàn bộ là bồ câu gà với lại bồ câu titan nha các bạn. Đây nè bồ câu titan nè, nó bự ghê luôn không. Nó đang ấp trứng các bạn, mà ấp trứng giả. Giống bự không. Còn bên đây là có con gà, ở bên con bồ câu này là con thiệt là bự luôn á, là của cái anh gì đó Khoa? Dạ, anh bên quận 6, anh tặng. Ở cái anh đó ở bên quận 6 đó, anh tặng cho Khoa nè. Con bồ câu này thiệt là bự luôn các bạn. Nhìn mà nó còn bự hơn là cái con gà. Không, mà nó bự như là con gà tre á. Dạ. Bự, muốn bự hơn gà tre luôn á các bạn. Nó quá trời bự luôn.
Nè, nó đang ấp luôn các bạn, đây nè, nó đang ấp nè. Nó đang ấp. Mà ở bên đây mình cũng còn nữa nha các bạn, bên đây cũng còn nữa. Đây có mớ bồ câu là mình đã đem bồ câu con ra. À, mấy cái này là titan đã bắt cặp rồi mấy anh chị, là nó đẻ rồi đó. Đó. Dạ. Bên đây còn dẹt ở bên đây nữa các bạn. Đây, bên đây bự không? Đó. Nó sảy chưa? Bên đây là bồ câu titan với là bồ câu titan, còn bên đây là bồ câu gà nha các bạn, nó đang ấp trứng á. Không phải là ấp, cái này là ấp trứng giả không các bạn. Bồ câu toàn bộ nhà mình là ấp trứng giả thôi. Dạ. Con bự bự không á? Bự to không à. Đó. Qua có qua dĩ con này sao kia nữa không? Dạ. Có ra không? Có ra không? Có luôn mà, cho mấy anh chị coi bồ câu giống. Ừ, còn mấy... đây là bồ câu giống của nhà mình đang để giống luôn nha các bạn. Đó. Đang để giống để mình lựa để cho nó bắt cặp đó. Dạ. Này là bồ câu gà cũng có nè các bạn. Con bự bự không mà. Dạ. Đó. Còn ở bên đây là bồ câu titan. Bồ câu titan là bồ câu bên này là bồ câu lớn không á các bạn. Dạ. Ở mấy này nó trụng lông rồi mấy anh chị, là chuẩn bị lên là bắt cặp nó đẻ. Và còn ở trong này một mớ bồ câu là mình đang nuôi các bạn, ta kêu dạ. Là nuôi bộ đó dạ. Là mình đút cho nó ăn phủ, và tại vì nó nở ra nhiều cái mình không có nó không có đủ chỗ để mà bồ câu mẹ nuôi á dạ. Nên mình phải để bên ngoài mình nuôi phụ nó dạ. Đây là mình còn mớ, mời các bạn ra đây xem với mình luôn nha. Trong đây đây thấy không? Ở đây vẫn thấy bình thường. Này mấy con gà con thối tới hả? Thấy sáng mà. Đây các bạn, đây là mấy con bồ câu này là mà nó cũng chuẩn bị nó ăn được rồi nè. Này mình nuôi nó từ lúc nhỏ xíu luôn nha các bạn. Là mình đút cho nó ăn á, mình đút từ cái chai đó các bạn. Đó. Một mớ này nữa đó. Nên lâu lâu cái mình đem ra ngoài một mớ một cái là nó quá trời bồ câu, nên mình mới là bán bớt nha các bạn. Đây. Một cái quá trời bồ câu như luôn. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn là bồ câu là mình đang bán nha. Rồi nếu như các bạn có thích bồ câu thì gọi điện thoại cho Khoa ha. Dạ. Rồi mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Rồi chào các anh chị, chúc ngày tốt lành. Bye bye.